Ly xin mến chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn, các em. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh thông tin và bình luận của Ly Tala TV. Thưa quý vị, một vấn đề nóng hổi mà cư dân mạng đang bàn tán về cái việc mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã đăng một bài kêu gọi từ thiện vào cái group anti hoa hậu Ý Nhi với hơn 600.000 thành viên. Liệu cái việc này có phù hợp hay không? Giữa cái bối cảnh mà như tất cả khán giả từng theo dõi cái drama bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng biết câu chuyện từ thiện nó trở nên rất là nhạy cảm khi mà có những cái khúc tất từ thiện mà quý vị luôn luôn đặt câu hỏi cho những cá nhân đã từng kêu gọi đóng góp và cho tới nay thì cũng không làm thỏa mãn cho quý vị được trong cái vấn đề mà đưa ra cái sự minh bạch của họ. Trở lại cái câu chuyện của Đỗ Mạnh Cường, thưa quý vị, thì có những cái thành viên cũng nêu cái ý kiến rằng là cái việc Đỗ Mạnh Cường kêu gọi trong cái group anti sẽ làm cho cái group được tiếng thơm. Thì không biết là Ly phải hiểu là cái tiếng thơm theo cái nghĩa nào, thưa quý vị. Trước hết Ly thấy rằng là cái việc mà Ly hay là cũng như quý vị đây anti hoa hậu Ý Nhi, bởi vì thấy cô ấy phát ngôn bừa bãi, không có xứng đáng với cái cương vị hoa hậu mà cô ấy đạt được. Chứ đâu phải là anti một hoa hậu vì chúng ta muốn lấy cái tiếng thơm gì đâu ạ, đúng không? Và cái thứ hai nữa là cái việc mà làm thiện nguyện. Việc làm thiện nguyện là một việc có ý nghĩa cao đẹp, nhưng mà không phải làm thiện nguyện để lấy tiếng thơm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe cái phần phân tích xuyên suốt trong video này để xem là cái nội dung Ly đưa ra có cùng ý kiến với quý vị hay không nha. Thưa quý vị, nhân cái sự việc một cái lần phát biểu ố về của Hoa hậu Ý Nhi lại thêm một lần nữa, thưa quý vị, trong một cái sự kiện nó như thế này. Khi thế nào khi đến với buổi triển lãm này? Thật sự là Ý Nhi cũng như top 3 Hoa hậu Miss World Việt Nam 2023 là những người mà luôn mong muốn mang đến những cái giá trị thật sự là có ích đến với cộng đồng. Vì vậy mà khi mà Ý Nhi nhận được cái lời mời đến với triển lãm em thì Ý Nhi hoàn toàn là vui mừng cũng như là mong muốn mình có thể đến tham dự cái sự kiện này. Bởi vì Ý Nhi cũng mong muốn rằng cái sức ảnh hưởng mà Ý Nhi hiện đang có cũng như là top 3 có thể dùng chính cái sức ảnh hưởng này có thể lan tỏa cái sự nhân ái, cái lòng yêu thương của triển lãm đến với mọi người nhiều hơn, để từ đó thì cái dự án này cũng có thể phát triển cũng như là có thể thu thập đủ số tiền có thể giúp đỡ cho các em nhỏ vùng xa vùng sâu, giúp cho các em có điều kiện đến với trường học cũng như là xóa đi cái nạn đói nạn dốt ở đây. Thì Ý Nhi thật sự là cảm thấy rất biết ơn vì đã được mời đến cái sự kiện. Quý vị cũng nghe thấy là Hoa hậu Ý Nhi đã trình bày là muốn dùng cái sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa cái thông điệp của một cái buổi triển lãm, và cái buổi triển lãm này cũng lại là quyên góp để ủng hộ cho trẻ em vùng cao, thì chúng ta tạm không đề cập đến cái mục đích của cái buổi triển lãm đó. Mà với cái câu là muốn xóa nạn đói, nạn dốt ở đây thì nó gây ra cái sự tranh cãi rất là nhiều trong cộng đồng mạng. Câu nói này đã khiến dư luận Ly thấy là không còn đủ kiên nhẫn với cô hoa hậu này nữa. Người ta muốn tước ngay cái vương miện trên đầu của cô ấy. Ly đọc báo cũng có thấy thông tin là gia đình của cô hoa hậu này muốn trả lại vương miện, nhưng mà ban tổ chức không cho. Ban tổ chức trấn an họ, và ngược lại phía ban tổ chức còn cho rằng là cộng đồng mạng đang bạo lực mạng với cái cô hoa hậu này. Thì Ly thấy với cái động thái này thì chắc ban tổ chức sẽ không có tước vương miện của hoa hậu này đâu, bởi vì như vậy thì khác nào họ tự tát vào mặt họ rằng là cái việc mà họ chọn ra một cái cô hoa hậu không có xứng đáng, cái việc mà chấm giám khảo chấm điểm rồi ban tổ chức điều hành một cái chương trình để chọn ra một cô hoa hậu rất là tệ như vậy, thì bây giờ họ cứ cố đấm ăn xôi thôi. Cộng đồng mạng cứ chửi, thì hoa hậu vẫn là hoa hậu của họ, nhưng mà đây là hoa hậu của ban tổ chức, hoa hậu của ban giám khảo, hoa hậu của cuộc thi đó, chứ rõ ràng cô này cũng không phải là hoa hậu đại diện gì cho người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam ra tầm thế giới cả. Vì ra thế giới mà với cái sự phát biểu cũng như là nhân dáng của cô này thì chưa đủ chuẩn, nhiều người ta nhận xét như vậy. Nếu mà ban tổ chức tước đi cái vương miện của cổ thì khác nào mà tự nhận rằng mình đã chọn ra một cái bông hoa chẳng đẹp nết cũng chẳng đẹp người. Chẳng đẹp người thì đã đành đi, chẳng đẹp người ở đây là chẳng đẹp hơn các thí sinh trong cuộc thi đó, nhưng mà cái nết nó còn bớt hơn nữa. Nhiều người nhận xét rằng cô hoa hậu này đã làm tổn thương bạn bè đồng trang lứa, tổn thương cái tình yêu 6 năm của cổ, và bây giờ tổn thương luôn trẻ em vùng cao. Thì họ thấy cô này khó có thể đại diện phụ nữ Việt Nam mà ra quốc tế thi thố lắm. Nhưng mà bà Dung, chủ quản của cô này, cũng cho rằng cộng đồng mạng đang chỉ trích cô hoa hậu này là mọi người đang bạo lực mạng. Thì mọi người mới hỏi lại là với những cái phát ngôn của cô này là đang bạo lực mạng lại cho tất cả mọi người, bởi vì nghe cô ấy phát
biểu câu nào là mọi người nhức cái đầu câu đó. Cái group anti 600.000 thành viên của cô Hoa hậu vừa đăng quang này á, Lý thấy là mọi người đủ mọi tầng lớp hết. Rất là nhiều tiến sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà thiết kế, ngân hàng, giáo viên, công nhân viên, báo đài đều tụ tập đầy đủ, đông đủ, rất là đông đủ. Thì những người trí thức như thế không lẽ đều là những kẻ xấu đi bạo lực mạng đối với một sản phẩm lỗi mới ra lò của cái ban tổ chức này sao? Mọi người cho rằng là người ta không có bạo lực mạng ý Nhi, mà người ta nhận xét rất là đúng về ý Nhi. Ngược lại, những cái phát biểu của ý Nhi lại là phát biểu ra những ngôn từ khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy rất là tổn thương. Thì thưa quý vị, một cư dân mạng đã bày tỏ như thế này nè: thật sự không muốn lên tiếng, nhưng những ngày gần đây khi nghĩ đến cái câu nạn đói nạn dốt mà em ấy dành cho các em nhỏ miền núi, mình cảm thấy rất xa vô cùng. Mình từng đến những vùng cao vùng xa nơi địa đầu tổ quốc, các em nhỏ ở đó chỉ nghèo nhưng các em vẫn đủ ăn đủ mặc. Các em không được học nhiều các môn phụ như năng khiếu, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ trên lớp như ở thành phố, nhưng các em được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản theo chương trình của Bộ Giáo dục. Thật sự câu nói của em ấy là mình nhớ lại những kỷ niệm khi mình đến vùng cao mà mình rơi nước mắt. Thương các em nhỏ, thương cả những thầy cô giáo dưới xuôi đã lặn lội trăm cây số để lên với vùng cao để dạy học. Các em nhỏ vùng cao sẽ là những người xây dựng quê hương của các em, góp phần giữ gìn lãnh thổ của quốc gia cơ mà. Và thưa quý vị, thầy giáo Huy là một người thầy cấm bản đã đem con chữ lên vùng cao vừa rồi cũng có một cái bài viết phản bác lại cái lời của Hoa hậu Ý Nhi như vậy. Anh cho biết nhà nước bao năm nay đều rất là quan tâm đến các em nhỏ vùng cao, không hề có nạn đói, nạn dốt ở nơi đây. Rõ ràng cái nạn là nó rất là lớn, nó bao trùm một cái vùng rất là rộng như quý vị. Nói tới nạn là phải là rất là rộng luôn. Nào quý vị, tôi dạy ở một điểm trường vùng đặc biệt khó khăn ở biên giới. Theo Nghị định 116 của Chính phủ, một năm học sinh được 6 triệu tiền mặt, 135 kg gạo, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nếu tính tổng số tiền nhà nước hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong cả nước sẽ là con số rất lớn. Mà em Hoa hậu dám dùng từ nạn đói, nạn dốt thì đúng là không hiểu biết về chính sách, không được dạy dỗ cẩn thận. Học sinh lớp tôi chủ nhiệm ở vùng xa, vùng sâu, nơi nạn đói, nạn dốt như em Hoa hậu nói, thì có 4 em đi học cao đẳng, đại học, một số đi làm công nhân, một số ở nhà trồng rừng cộng chăn nuôi. Đa số các học sinh đều tự nỗ lực vươn lên tùy vào trình độ của mỗi người, không cần chờ Hoa hậu đến để xóa nạn đói, nạn dốt. Thưa quý vị, cái cô Hoa hậu này mà đại diện đi thi Miss World 2024 mà với cái phát ngôn này chẳng khác nào là tiếp tay cho cái sự phá hoại, cái sự phát triển tri thức của con người Việt Nam hiện nay. Đồng ý là cô ấy còn khá là trẻ, 21 tuổi, nhưng cái lứa tuổi đó cũng không phải là cái lứa tuổi măng non hay là cái lứa tuổi mà bồng bột gì. Không còn quá trẻ để có những cái thiếu sót liên tục như vậy mà có thể cảm thông được. Một hai lần thì cũng có thể, cái này là liên tục thì cái này là phải coi lại cái nhận thức của cô ấy rồi. Có thể là mắc sai lầm ở cái sự trải nghiệm, cái sự thấu hiểu của con người. Nhưng mà trong một hai lần phỏng vấn đầu thôi, chứ còn cái này là cô ấy tự cho mình trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Nhưng mà mắc sai lầm liên tục như vậy thì không biết là trưởng thành tới mức độ nào. Cổ không phải là thiếu trải nghiệm nữa, mà cái lối tư duy của cổ rất có vấn đề, phải không quý vị? Rồi chưa xong cái việc mà anti Hoa hậu với những cái phát ngôn như vậy, thì tới cái việc mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong một cái group anti Hoa hậu. Thưa quý vị, group anti Hoa hậu chứ không phải group từ thiện nha. Thì cái bài đăng, ảnh đăng trong cái group anti Hoa hậu Ý Nhi, nó có cái nội dung như thế này nha quý vị. Xin đọc nguyên văn ạ. Xin chào tất cả các thành viên trong group, lại là mình, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đây. Sau khi đã thống nhất với ban quản trị về tinh thần thiện nguyện của group, đã đến lúc Đỗ Mạnh Cường dùng sức ảnh hưởng của mình và sức mạnh cộng đồng của group này tạo nên những điều có ý nghĩa và giá trị thật sự cho xã hội bằng hành động thiết thực. Chúng ta nói và phải đi đôi với làm, chứ không phải nói suông như một số người. Từ hôm qua đến giờ chắc hẳn chúng ta đều biết dư luận đã dậy sóng cỡ nào khi lại được nghe Hoa hậu trả lời phỏng vấn trong một chương trình thiện nguyện với câu trả lời dùng sức ảnh hưởng của mình cũng như top 3 đang có để thu thập đủ số tiền có thể giúp các em nhỏ vùng sâu xóa được nạn đói, nạn dốt.
Và trong thời gian từ hôm qua đến giờ, bản thân tôi cũng đã nhận được rất nhiều tin nhắn với mong muốn group này của chúng ta sẽ cùng nhau làm một điều gì đó thật tuyệt vời. Vì vậy, sau rất nhiều giờ suy nghĩ, tôi mạo muội lên kế hoạch như sau để chúng ta cùng làm nên điều đó. Gần 640.000 thành viên, mỗi người chỉ cần quyên góp mỗi người 5-10.000 là có thể tạo nên được điều kỳ diệu, xây dựng nhà nội trú trong trường học cho các em nhỏ ở vùng Tây Nguyên theo dự án Tranh Thiện Nguyện em đã đưa ra cái lúc đầu. Và ngoài ra, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện nhiều dự án thiết thực khác giúp đỡ trẻ em vùng cao sau này. Wow, không những một sự kiện quyên góp mà dự tính có nhiều cái sự kiện quyên góp khác nữa quý vị à. Em thật sự là em nghe em cũng hơi sợ. Rồi, ổng viết tiếp là: tại sao tôi và các bạn thực hiện điều này? Để cho tất cả mọi người, đặc biệt là một công ty nào đó cố gắng truyền thông bẩn rằng group chúng ta là những người trẻ trâu rảnh rỗi, biết được rằng thành viên group Anti Ý Nhi đều là những con người văn minh, lịch sự, có học thức, có công việc, luôn am hiểu và có sự sẻ chia. Anh này anh viết đánh tâm lý người khác dữ ha. Tôi cam kết sẽ tự mình và cùng một số bạn trong group, các thành viên sinh sống tại Tây Nguyên, đi đến tận nơi để trao tận tay cho nơi thực hiện việc xây dựng nhà ở nội trú này. Ngoài ra, việc ủng hộ cho những dự án vùng khác sẽ được thống nhất trên group. Kế hoạch thiện nguyện ở đâu, các thành viên ở khu vực đó đều có thể tham gia cùng, tạo nên sự lan tỏa và ý nghĩa hơn. Mọi sự ủng hộ đều sẽ được sao kê công khai cả bản cứng và file mềm, up đầy đủ trên group, chi tiết tỉ mỉ đến từng đồng để mọi người theo dõi, tìm tên của mình trong nội dung sao kê. Thời gian sao kê không phát sinh bút toán chuyển ra nào. Đây là số tài khoản được dành riêng cho dự án này của hội, nên sau thời gian nhận tiền sẽ được đóng lại nhé. Cái phần này là thêm vào, hồi trước đây thì không phải là nói là người, khi mà người ta có ý kiến là tại sao anh đưa tài khoản cá nhân của anh lên thì nó hơi nhập nhằng cái việc mà còn phải chi tiêu trong cuộc sống nữa, cho nên sau đó thì anh thêm vô là cái việc này là cái tài khoản dành riêng của quý vị. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ được trao tặng, toàn bộ số tiền chi phí đi lại ăn ở Đông Mạnh Cường sẽ chi bằng tiền cá nhân để không ảnh hưởng gì đến số tiền nhận được của mọi người. Thì cái việc mà kêu gọi quyên góp từ thiện, đi từ thiện thì cũng là một cái hành động rất là cao đẹp, rất là đáng hoan nghênh. Nhưng mà với cái sự nhạy cảm hiện nay thì hành động này của nhà thiết kế Ly thấy là gây ra cái làn sóng tranh cãi rất là dữ dội ha. Bên cạnh sự ủng hộ của các thành viên trong nhóm anti-fan thì đa phần mọi người không đồng tình trước cái việc anh này anh kêu gọi từ thiện trong cái bối cảnh này, thưa quý vị. Ở đây đọc rất là nhiều bình luận của mọi người thì đi thấy tụ hình chung là nếu thật sự nhà thiết kế này có cái tâm á, thì anh ta có thể là tự bỏ tiền túi ra để làm cái việc này thì mọi người nó sẽ nể hơn ha. Hoặc là anh có thể là kêu gọi trên trang cá nhân thì sẽ hay hơn, vì thực tế thì cái group đó là cái group anti hoa hậu chứ không phải là cái group thiện nguyện. Mà bây giờ thì được cái là mọi người tập hợp lại, mọi người đang không có thích một cái hoa hậu mà bây giờ lại thêm một cái chức năng là tập hợp để mọi người đi làm từ thiện nữa, thì Ly thấy là rõ ràng hai cái chức năng này nó khác nhau. Như Ly đã nói rồi á, thì cái việc mà Đỗ Bình Cường kêu gọi trong cái group để cái group được tiếng thơm, hành động của group sẽ được tiếng thơm và đáp trả lại cái sự chê bai trẻ trâu hay là những người thành phần kém của xã hội thì mới đi ăn ti hoa hậu như vậy. Cái việc đó thì Ly cho rằng là viết chỉ là để đánh động một cái lòng tự trọng. Cái thấy số tiền nhỏ thì 5.000, 10.000 thì nó là ô cái số tiền quá nhỏ, đâu có đáng kể gì đâu mà tính toán làm gì. Mà đặc biệt chúng ta là những người tri thức, chúng ta là những người có việc làm ổn định, chúng ta là những được tiếng thơm gì vậy? Chúng ta anti hoa hậu đâu có cần để được tiếng thơm, mà cái việc làm thiện nguyện cũng đâu có cần để được tiếng thơm đâu ạ. Thì tùy tâm thôi, mọi người muốn làm thiện nguyện thì có thể là mọi người sẽ tụ lại ở trong một cái nơi khác nó phù hợp hơn. Mọi người ý kiến lên cái việc mà hình như không có phù hợp khi kêu gọi từ thiện và dùng cái group anti để kêu gọi từ thiện á, với lại viết cái bài mà kiểu như kích kích mọi người đó, 50.000 mà bỏ ra là xá gì đâu. Thì thưa quý vị, với cái ý kiến như vậy, tưởng cái gì, nghe bảo group toàn trí thức lớn này nọ, toàn người hiểu chuyện, nhưng chỉ với 10.000, 20.000 đã lộ hết bản chất. Tính ra nhóm cũng chỉ là a dua theo phong trào.
Có những cái bình luận kích kích như thế này như vậy thì rất là may cũng có những cư dân mạng người ta tỉnh táo, người ta đã hồi đáp lại như thế này. Việc 50.000 không có là vấn đề. Vấn đề đây là cái group anti chứ không phải là cái group câu lạc bộ thiện nguyện. Về cái việc từ thiện với cái việc có tri thức hiểu chuyện là khác nhau nha bạn. Bạn hãy phân biệt rõ ràng dùm với lại chúng tôi anti ý nhi, chứ đâu có nhận mình là đấng cứu thế mà nói là lộ bản chất. Bạn nói như thế này là sao? Ý là giờ phải làm từ thiện mới là người có học thức hả? Còn không làm thì ai vua theo phong trào hả? Với sao hơn 600.000 thành viên, nói mỗi người 50.000 người 10.000 thôi thì cũng đã là 6 tỷ rồi. Mà trong khi đó, khi mà cái bài đăng mới lên thì Ly thấy rồi cũng có những người cho hẳn 50 triệu bình luận vào, cho hẳn 50 triệu luôn, rồi sau đó ồ ạt mọi người chuyển khoản cũng tầm bèo lắm cũng 100.000. Nếu quý vị thì qua rất là nhiều cái ý kiến, có phản đối có, đồng tình có, cho đến thời điểm này thì họ cũng đã tuyên bố là sẽ đóng tài khoản vào hôm nay. Ly thì không có đồng tình hay phản đối, nhưng mà Ly thấy cái việc này thì Đỗ Mạnh Cường đánh tâm lý của mọi người rất là hay và nó đúng thời điểm quá. Nhiều người đang tức cái cô hoa hậu này phát biểu xúc phạm vùng cao đó, và thấy là đưa ra con số 50.000 thì quá nhỏ, không có đáng gì. Ở đây Ly rất là đồng quan điểm với anh Bùi Nghĩa Thịnh như vậy. Anh viết rằng gửi anh Đỗ Mạnh Cường và ban quản trị group: trước tiên tôi hoan nghênh ý tưởng của anh và ban quản trị group. Tuy nhiên phong trào từ thiện hiện nay nó tai tiếng chả kém gì cái phong trào tự phong hoa hậu của cái công ty đó. Tôi nói thế không phải là cứ từ thiện là tai tiếng, cứ công ty tự phong hoa hậu là xấu. Từ thiện hay phong hoa hậu đều có tiêu chuẩn của những việc này, mà một trong những nền tảng quan trọng nhất là minh bạch. Đọc còm ở đây, bên cạnh các bạn nhiệt tình ủng hộ thì tôi thấy rất nhiều cái bình luận tỏ ra nghi ngờ với các lùm xùm do thiếu minh bạch trong thu chi của các chương trình thiện nguyện, từ thiện liên tục xảy ra trong nhiều năm gần đây. Việc nghi ngờ là dễ hiểu và có cơ sở. Do vậy tôi thiết nghĩ có mấy việc như sau, nếu làm có thể giúp minh bạch hơn và giúp nhiều người đang thiếu niềm tin vào từ thiện và thiện nguyện có thể yên tâm chung tay cùng anh và ban quản trị group tạo nên kỳ tích. Thứ nhất, mở tài khoản riêng dành cho sự kiện này, tốt nhất là không dùng tài khoản cá nhân. Thứ hai, cam kết minh bạch thu tiền, cái này kế hoạch có vẻ ổn. Thứ ba, cam kết minh bạch trong chi, cái này tôi chưa thấy nói. Bao gồm điểm thứ nhất, công khai chi cho cái việc xây trường nội trú, từ thiết kế thi công, mua vật liệu xây dựng, mua trang thiết bị cho hoạt động của trường. Nhắc tới cái điểm này, Ly lại nhớ cái việc mua tôn của ông Yên quá quý vị ạ. Tôn 4 dèm, tôn 2 dèm đó quý vị. Ổng mua tôn 2 dèm nhưng mà khi hóa đơn là hóa đơn của tôn 4 dèm. Trong cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng về cái sự việc từ thiện Việt Trung của ông Yên đó quý vị. Cho nên về hóa đơn mua hàng hóa thì giờ có xô ra đi chăng nữa, Ly thấy nó cũng chắc có lẽ là Ly đa nghi. Cái điểm thứ hai mà chú Thịnh viết là công khai chi cho các hoạt động của anh và ban quản trị trong việc giám sát xây dựng trường nội trú, như việc lên thăm ăn nghỉ tại khu vực xây trường. Việc này Ly lại nhớ tới cái việc xây cầu của chị Tiên Lũ. Thì xây cầu, cô Hằng chú Dũng xây cầu là mấy trăm triệu à, mà xây cái cầu bắc qua sông rất là đẹp. Còn cô Thủy Lũ xây cái cầu cả tỷ đồng mà chưa gì hết, mấy tháng là nó nứt rồi. Thì em không có gộp những cái sự việc khác nó vô cái sự việc này, nhưng mà rõ ràng ở đâu đó chúng ta cũng có những cái sự không có yên tâm, nên thành ra là cái việc kêu gọi mà cố gắng mà làm cho nó minh bạch cho đến cùng á, em thấy nó rất là khó. Thôi thà là những người nổi tiếng và có quan của để hãy tự bỏ tiền ra làm từ thiện thì em thấy nó nể hơn quý vị ơi. Còn chúng ta muốn làm từ thiện thì chúng ta có thể có ít thì làm ít, có nhiều làm nhiều, có nhiều làm nhiều. Xung quanh chúng ta cũng có những cái trường hợp mà cần để được giúp đỡ à, phải không quý vị? Và cái điểm thứ ba chú Thịnh viết là công khai chi phí quản lý quỹ nữa. Nếu làm được các việc trên thì tôi tin những cái bình luận nghi ngờ sẽ ít đi và nhiều người sẽ tham gia ủng hộ cái quỹ hơn. Ở đây thì Ly xin chia sẻ luôn
cái việc mà nhà thiết kế này kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân thì có được phép hay không với những cái thông tin như thế này quý vị. Tại điều 17 nghị định 93/2019/NĐ-CP của chính phủ nêu rõ, khi vận động tiếp nhận phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai dịch bệnh sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức hoạt động vận động, tài khoản tiếp nhận đối với tiền, địa điểm tiếp nhận đối với hiện vật, thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu thông báo ban hành kèm theo nghị định này. Bên cạnh đó, nghị định cũng ghi rõ các cá nhân tham gia vận động phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động để tiếp nhận quản lý toàn bộ tiền đóng góp, bố trí địa điểm tiếp nhận, bảo quản hiện vật đóng góp, có biên nhận các khoản đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật tiếp nhận được nếu người đóng góp yêu cầu và không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết, các cá nhân phải có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện. Vậy nên, theo nghị định trên thì việc nhà thiết kế Đồng Anh Cường dùng tài khoản cá nhân để quy góp kêu gọi từ thiện là không được phép. Dù sao thì qua hơn mấy giờ đồng hồ, nhà thiết kế cũng đã có chỉnh sửa cái nội dung rằng là đây là cái tài khoản phục vụ cho cái dự án này của hội nhóm thôi. Tuy nhiên là cái điều này Ly thấy vẫn còn đang rất là gây ra cái tranh cãi không ít trên cõi mạng, và một số cư dân mạng cho rằng cái việc nhà thiết kế Đỗ Minh Cường kêu gọi từ thiện là nhằm giúp đỡ trẻ em khó khăn là một cái điều tốt, không ai bàn cãi. Và Đỗ Minh Cường hoàn toàn có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi từ thiện ngay trên trang cá nhân mà, phải không quý vị, thay vì là đại diện cho một hội nhóm anti-fan nơi có nhiều cái nội dung nhạy cảm gây tranh cãi như vậy, đặc biệt là hoạt động thiện nguyện này còn liên quan đến những ồn ào của một hoa hậu nữa. Một câu hỏi khác được đặt ra thưa quý vị, mà khi nhà thiết kế này sử dụng cái nguồn tiền từ thiện của hội nhóm anti-fan thì cái tấm băng rôn đó thể hiện cái dòng chữ gì quý vị? Không lẽ là nhóm anti-fan hoa hậu ủng hộ trẻ em khó khăn chăng? Thấy nó rất là phản cảm phải không? Kết lại thì Ly cũng muốn chia sẻ là cái việc thiện nguyện luôn là một cái hành động đẹp, nhưng mà cần tìm hiểu kỹ những cái quy định của pháp luật, cũng như là để tránh những cái việc mà lùm xùm không có đáng có sau cái việc quyên góp đó. Riêng cá nhân Ly thì thấy là trong một cái group anti mà bây giờ để cho làm cho cái hành động của mình trở nên cao đẹp hay là trở nên thơm tho hơn bằng cái việc mà quyên góp từ thiện, đi làm từ thiện á, thì Ly thấy nó bằng nhập gì. Ly thấy cái gì thì ra cái đó. À không, cái gì nên là cái gì quý vị ơi. Group anti thì chỉ nên thực hiện cái chức năng ban đầu của mình. Còn mọi người muốn làm thiện nguyện, muốn chung tay cùng nhau làm một cái điều gì đó thiện nguyện thì mọi người sẽ có một cái sân chơi khác, hay là có một cái diễn đàn khác nó phù hợp hơn. Không biết ý kiến của quý vị về vấn đề này như thế nào, vui lòng để lại bên dưới cho Ly tham khảo nhé. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe và theo dõi với Ly đến giờ phút này. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe bằng sự bình an. Ly xin mến chào và hẹn gặp lại.